Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây thuốc chữa viêm dạ dày và trẻ con dạ dày rất là tốt. Hôm nay ở đây là trời mưa nên không khí rất là trong lành và quang đãng. Đây là cái cây thuốc mình muốn giới thiệu với các bạn. Cái cây này có nơi họ gọi là cây xăng xê, còn có nơi thì họ gọi là cây khôi trắng. Đây các bạn nhìn kỹ cho mình nhé, đây là lá của cây xăng xê này. Đây là lá non thôi. Còn lá già của nó nhìn rất là khác biệt so với các cái lá cây khác. Đây để mình tìm cho các bạn một cái lá già nhé. Đây. Đây là lá già của cây xăng xê này, các bạn để ý nhé, lá gân màu trắng này. Còn màu lá thì màu xanh. Đấy, gân trên mặt cũng màu trắng này. Còn lá thì màu xanh. Không có lông. Đấy. Đây là điểm nhận dạng của cây xăng xê này. Cây này thì rất dễ trồng thôi, cây này các bạn chỉ cần chặt cành là trồng được. Còn đây là thân cây xăng xê này. Thân có màu đỏ xanh này. Đỏ nhợt thôi, không phải là bỏ sâm đây này. Thân mọc thành từng đốt dài khoảng một găng tay. Đây, các bạn để ý kỹ nhé, đây là lá già này. Ở đây cây này thì đã chặt lấy làm thuốc rồi nên là rất là nhiều lá non mà mọc lên. Các bạn sử dụng lá tươi để chữa bệnh dạ dày thì các bạn sử dụng cho mình khoảng 5 đến 6 lá, rửa sạch, sau đấy các bạn cho mấy hạt muối vào nhai và ăn. Chỉ trong vòng khoảng 1 đến 2 tiếng thôi là bệnh đầy hơi, đau bụng sẽ giảm hoàn toàn. Để chữa trị lâu dài thì các bạn nên hái lá về phơi khô, sau đấy đun uống như nước hàng ngày. Mới đầu bị thì các bạn nên uống đặc một chút, xong rồi mình uống được khoảng 1 tháng rồi thì các bạn nên đun loãng thôi, sau đấy uống thêm 1 tháng nữa thì các bạn thôi. Các bạn cứ kiên trì vì cây này là gần như là đặc trị dạ dày, chữa dạ dày rất là tốt vì nó tiêu diệt vi khuẩn HP và làm giảm lượng tăng axit của dạ dày. Đấy là hai nguyên chính để gây cho viêm giác dạ dày. Tràng của dạ dày đến còn rất là nguy hiểm như những cái video trước mình đã nói rồi, nó có thể gây ra viêm thực quản và viêm phế quản, có thể gây ung thư thực quản, rất là nguy hiểm. Đây, các bạn để ý kỹ nhá, đây là lá xăng xê này. Đấy, đây là lá già, đây là lá non. Còn đây là hoa của cây xăng xê này, các bạn để ý này. Đấy, đây là hoa có màu vàng nha, mọc thành từng ống lên này. Đấy, hoa màu vàng. Đấy, toàn bộ hoa của cây xăng xê này đều màu vàng hết. Đấy, các bạn để ý nha. Ở trong tự nhiên thì còn có một cây khôi tía nữa. Cây đấy thì công dụng cũng ngang với lại cây này, gọi là cây khôi đỏ, thì nó cũng cùng loại với cây này thôi, nhưng mà một cây là cây gọi là cây khôi trắng, một cây là gọi là cây khôi đỏ. Thì cây khôi tía kia thì lá nó có lông, lá nó cũng giống với lại cây này. Đấy, nó cũng mọc lá cũng có gân như này, nhưng mà nó có hơi có tía tím đỏ. Và nó đặc biệt là nó có lông để phân biệt giữa hai loại xăng xê và cây khôi tía. Ở đấy là cái điểm phân biệt giữa hai cây. Để chữa trị bệnh dạ dày được dứt điểm thì các bạn nên kiêng những đồ cay nóng như ớt, hay những đồ ăn nhanh và những đồ tạo axit như dưa muối, cà muối. Các bạn nên kiêng rượu bia
và những chất có ga, kiêng những chất kích thích khác, không nên uống nước trong bữa ăn, không nên thức khuya và hay ăn quá no. Đặc biệt là các bạn nên giảm sợ chét. Các bạn kiêng được những thứ trên thì bệnh sẽ nhanh chóng khỏi và không bị tái phát. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình để mình có thêm nhiều động lực để làm những video mới để phục vụ mọi người.